Thưa quý vị, Lâm Đồng là địa phương có đa dân tộc, đa tôn giáo. Chính vì vậy, những năm qua, bên cạnh thực hiện đường hướng hành đạo của mình, các tổ chức cá nhân tôn giáo trên địa bàn luôn tích cực đồng hành cùng xã hội, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Trong đó, có công tác xã hội hóa, đào tạo nghề. Qua đó, cùng với các cấp các ngành thực hiện tốt các chính sách xã hội. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Là một trong ba trung tâm dạy nghề thuộc các tổ chức tôn giáo trên địa bàn. Trong những năm qua, trường trung cấp nghề Tư thục Tân Tiến thuộc dòng Don Bosco, thành phố Bảo Lộc luôn được đánh giá là cơ sở dạy nghề có quy mô, hình thức đào tạo nghề đa dạng, chất lượng và hiệu quả. Được thành lập từ năm 2002, bình quân mỗi khóa trường đào tạo trên 500 học viên với 7 ngành nghề như sửa chữa ô tô, xe gắn máy, hàng, tiền, phay, bào, các lớp điện, may, tin học văn phòng và anh văn. Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, nhà trường đã thường xuyên phối hợp với các đơn vị chuyên môn xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung nhiều giáo trình giảng dạy nghề từ trình độ sơ cấp đến trung cấp để đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, chú trọng thực hành trong các giờ học thay thế các giờ giảng lý thuyết. Em thấy môi trường học tập này rất là tốt, giáo viên thì rất là tận tình và quan tâm đến học sinh như con cái của mình. Hầu hết thì vào trường nghề là những học sinh có thể nói là hơi hơi cá biệt một tí. Chính vậy mà trường cũng có được cái phương pháp đào tạo khác biệt hơn các trường khác, đó là cho các em ở nội trú trong trường và các cha các thầy trong trường sẽ đồng hành với các em 24/24 để có thể giúp các em về vấn đề nhân bản, về vấn đề văn hóa, về vấn đề tri thức và cái đặc biệt nhất là cái cách sống để làm người, rồi tôn trọng về vấn đề quý trọng cái thời gian lao động rồi này kia để các em có thể thăng tiến về nhân bản, về đạo đức, tay nghề và kể cả văn hóa tương lai. Tính đến nay, sau gần 15 năm hoạt động, trường trung cấp nghề Tư thục Tân Tiến đã đào tạo được trên 4.000 học viên có trình độ tay nghề cao. Nhờ chú trọng mở rộng các mô hình liên kết với các doanh nghiệp lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai để giới thiệu việc làm, nên đa số học viên ra trường đều có việc làm và có thu nhập ổn định. Đối với chúng tôi thì chúng tôi có 4 cái tiêu chí rất là rõ ràng. Thứ nhất là đào tạo một con người nó có cái tấm lòng đạo đức. Thứ hai là có cái văn hóa, thứ ba là có nghề nghiệp và thứ bốn là có cái tri thức. Đó là 4 cái tiêu chí của cái trường này. Cho nên khi các em ra trường thì các em đóng góp cho gia đình, cho bản thân, cho xã hội và cho cả tôn giáo nữa. Cũng như trường trung cấp nghề Tư thục Tân Tiến, tuy mới thành lập nhưng trung tâm dạy nghề Vinh Sơn thuộc dòng Công giáo Vinh Sơn, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương cũng là địa chỉ quen thuộc của các học viên là con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, với các nghề chính như thêu, sửa chữa xe máy. Ngoài việc đào tạo nghề, trung tâm còn định hướng giúp các học viên tiếp cận với những kỹ năng sống lành mạnh, tuân thủ pháp luật. Trong công tác dạy nghề, thì chúng tôi cũng tiếp tục là hỗ trợ các đơn vị dạy nghề được bình đẳng với các đơn vị công lập khác trong việc tuyển sinh, trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề của trung ương và của địa phương, đặc biệt là trong việc dạy nghề đối với cái đối tượng là người nghèo này, của nhóm yếu thế, những người khuyết tật. Và chúng tôi cũng tiếp tục là sẽ đào tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề để mà càng ngày nâng được cái chất lượng đào tạo ở trong các cơ sở này. Thực tế khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc phát huy vai trò, sức mạnh của các tổ chức tôn giáo cùng tham gia vào công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực đào tạo nghề. Đây là cơ sở để mở ra nhiều định hướng mới cho người lao động, giúp nhiều lao động tiếp cận thêm những ngành nghề phù hợp và tìm được một công việc làm ổn định để nuôi sống bản thân, gia đình và làm giàu cho xã hội. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu độc quyền rau Đà Lạt cho 40 doanh nghiệp và hộ gia đình. Qua đánh giá, việc chứng nhận độc quyền rau Đà Lạt ra đời trong bối cảnh tỷ lệ rau đạt chuẩn tăng cao. Tỷ lệ rau sạch cao đồng nghĩa với việc rau được cấp giấy chứng nhận độc quyền rau Đà Lạt tăng giá trị ngay khi ra đời.